Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, hôm qua ngày 26 tháng 4, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với quân và dân đảo Trường Sa lớn. Cùng tham gia đoàn có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại đảo Trường Sa lớn, trước cột mốc chủ quyền thiêng liêng, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã tham gia buổi chào cờ và duyệt binh các lực lượng vũ trang trên đảo. Quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi nhánh san hô, từng ngọn cây, hạt cát nơi đây đều mang hình hài hồn thiêng sông núi, thấm đẫm biết bao mồ hôi, xương máu của những người con đất Việt. Với sự thành kính và tri ân sâu sắc, từ trong sâu thẳm của lòng mình, tất cả thành viên trong đoàn công tác đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Đời đời ghi lòng và tạc dạ những công lao, sự hy sinh vô bờ bến vì sự toàn vẹn của giang sơn gấm vóc của Tổ quốc, vì sự kiêu hãnh nơi tuyến đầu của Trường Sa. Nguyện noi gương các anh quyết đem hết sức mình, đóng góp nhiều hơn cho Tổ quốc, cho dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện đảo Trường Sa. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi động viên và trao tặng những phần quà cho cán bộ, quân và dân trên đảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm động viên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng với cán bộ chiến sĩ nhân dân đang công tác sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Đến thăm động viên và tặng quà cho các hộ gia đình sống trên đảo Trường Sa lớn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần của các hộ gia đình khi xung phong ra đảo để cùng chính quyền địa phương xây dựng thế trận bảo vệ chủ quyền biển đảo và cho rằng đây là những công dân ưu tú, đặc biệt của cả nước. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng mong muốn các gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống, phát huy tinh thần trách nhiệm trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các đoàn ra thăm động viên và tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến thăm của đoàn công tác thành phố Đà Nẵng từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 này là chuyến công tác đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn. Để mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến công tác còn nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức của thành phố Đà Nẵng và đại biểu khách mời về chiến lược biển đảo, nhất là chủ quyền của hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Dịp này, đoàn đã trao quà với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng cho quân dân trên đảo và hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa.